Chào thứ nhất. Alo, chào thứ quan, chào tất cả các anh chị em tham gia trên diễn đàn và chào luôn cả các chú bà sập. Tôi hôm nay tôi thấy nó cũng tôi cũng kỳ kỳ nha. Tôi kỳ kỳ cho anh, tôi á. Bởi vì lên trên cái diễn đàn của thứ quan, lên diễn đàn thứ quan hay là diễn đàn nào cũng vậy. Cách đây 2 ngày tôi mới 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 lên tôi phản phản biện lại cái kinh của Vu Lê đó. Rồi tôi giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ là mình, tôi tự đánh giá là mình. Ủa mình lên diễn đàn mình nói chuyện chứ đâu phải ở đây, chứ đâu phải là họp hành á, họp chi bộ vậy ta. Mà tôi lên tôi nói chuyện như anh Túc á. Đó, tự nhiên tôi trách mình, tôi nói mình kỳ thiệt chứ. Mình giống như là một vị quan lớn vô ngồi họp chi bộ, ngồi họp hội nghị gì đó, nói chuyện quá nghiêm túc. Đó, cho nên là kể từ ngày hôm nay tôi không nói nghiêm túc nữa. Đúng rồi. Nha, kể từ ngày hôm nay tôi nói không nói nghiêm túc nữa. Nói nghiêm túc cái không khí nó tự nhiên nó trầm xuống. Căng cứng hả? Mọi người không, mọi người chứ còn tôi thì không sao. Bởi vì tôi nó trở thành thói quen là từ xưa giờ là chuyên môn là nói với vợ với con, nói với con, nói với cháu này kia nọ, nói với bà con dòng họ gì, thì tại vì mình giai lớn mà, mặc dù tuổi thì không lớn nhưng mà giai lớn cho nên là mình phải nói cái giọng nó trầm 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 rồi vậy, nó thành cái thói quen này đó. Cho nên kể từ ngày hôm nay tôi tuyên bố cho bà con là kể tuyên bố luôn mấy chú bà sọc là tôi sẽ không nói chuyện nghiêm túc nữa. Mà tôi quan lâm nó chọt rồi sao, thì giờ tôi chọt y vậy á. Tôi giờ phải học nó bị nó giảng viên mà. được không? Được anh, cứ thoải mái anh. Được không? Cứ chia sẻ cái quan điểm của mình, cứ thoải mái. Rồi hồi nãy á, tôi có trong cái thời gian tôi đi trên trong thời gian mà quan lâm nói chuyện á, với cơ quan nó nói chuyện xong rồi á, thì tới cái đám mà gì Tạ Đức Trí rồi gì đó với mấy ông thần nước mặn nào đó lên nhận cái chức chủ tịch liên minh dân tộc gì vậy đó. Tổng nói chuyện đó. Yeah. Đó. Nói xong mấy cha khổ con quá mấy cha. Trời ơi, con phải chạy qua tiệm thuốc, bị tiệm thuốc cách có mấy bước à. Con mua cái thuốc chống ói cho con đi chạy con lục khắp nhà kiếm cái thao đằng con ói chết mẹ con nãy giờ nè. Nghe nó nói rồi ói muốn chết luôn á. Thuốc chống sốc đúng không? Vừa ói vừa sốc nữa. Cái đầu tiên á là cái chỗ cái thằng ông thằng cô hồn nào đó nó nói là cộng sản á, đọc bỏ tù nó mấy chục năm á. Dạ. Mà nó nói sao nó không nghĩ ta. Chứ hồi trước nó bắt cộng sản nó giọng người ta chung thân không, hoặc nó đem đi nó thủ tiêu nó giết thì sao nó không nghĩ tới. Thì cộng sản bỏ tù nó có mấy chục năm rồi, để cho nó đền là cái tội của nó, cái tội ác của nó với dân tộc Việt Nam. Mà giờ nó nói cộng sản ác cho nó. Tôi nghĩ cái chuyện này nó hơi hài hước á. Hình như thằng này nó không biết tính toán là sao đó. Thằng quan lớn không mà đi qua ở cái nước văn minh nữa mà lại không biết tính toán, không biết so sánh, không nó nói chung là hình như là mất đi cái sự tính toán này. Dân chơi mà khóc nhè, không biết so sánh đó. Rồi lên khóc lóc chửi bới nó cộng sản ác nó chết mẹ nó làm sao qua Mỹ được. Đúng không? Ác là phải như Nguyễn Ngọc Loan á, đúng không? Ác phải như Nguyễn Ngọc Loan á, đúng rồi, nghĩ là phải như. Không, cái đó cũng chưa án nữa. Cái đó chưa của Nguyễn hả? Ngọc Loan là giải thoát là cho người ta nhanh, cho đi nhanh. Cho cái ông Bảy gì đó, ông Bảy Bảy Lé, Bảy gì đó. Bảy Lém, cái ông đó không đi nhanh, lại giờ là cho ổng bớt đau khổ. Chứ để nó hành hạ ông biết ông cũng chết mà, nhờ ông chết trong đau đớn. Tuy là nó độc ác thiệt nhưng mà nó là giúp cho ông bớt đau đớn. Theo tôi với quan điểm của tôi đó nha, chứ để nó hành giết ông cũng chết à. Thà nó làm vậy nhưng mà nó có lợi cho cách mạng, có lợi cho cộng sản. Bởi vì cái hình ảnh này đưa lên thế giới thì người ta mới thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa, tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa ác vậy đó. Nó đâu có gì dân đâu, nó đâu có thu phục nhân tâm đâu, nếu muốn thu phục nhân tâm thì phải làm cách nào, chứ đâu phải là kê súng vô lỗ tai bóp đồn giả đền đặt chết. Thấy không? Cái đó là nó có lợi đó. Cái chết của ông Bảy Lém á thì
ngược lại có lợi cho cộng sản, cho cách mạng, đồng thời cũng giải thoát cho ông khỏi sự đau đớn do nó hành hạ, thấy không? Tôi đây đem tôi so sánh vậy, tôi so sánh, tôi ý của tôi là như vậy, không biết các bạn nghĩ sao? Sao anh? Thì nói chung là mỗi người có một góc nhìn thôi, cái chuyện nó bình thường. Thì trong tâm có đoạn clip đó là anh nghĩ như thế nào, cái tiêu chí của cái tay gọi là tân tổng thư ký đó là gì? Là muốn ngồi đối thoại với cộng sản và sẽ yêu cầu cộng sản mở cửa thế này. Từ từ tới. Bởi vì tôi nói tới đó. Tức là nó phải có đầu mới có cuối. Cái thằng ngồi nào lên nói tố cáo cộng sản, đọc nó đi mới lưu vong qua Mỹ nó sống. Nhưng mà tôi nói để cho mọi người thấy rằng cái nó nói ra mà nó không thấy cái sự mâu thuẫn của nó, phải không? Rồi bây giờ tới cái phần mà cái tổng thư ký của Liên minh Dân tộc vậy đó, tôi không biết nó lập cái hỏi ra hồi nào, tôi không nghe, không biết, nhưng mà tôi cũng nghe cái tổ chức này lâu rồi, thì do Nguyễn Hữu Chánh, rồi Nguyễn Hữu Chánh sau này có đứa con là không biết Nguyễn Hữu gì đó, không biết Nguyễn Hữu Tào á, con của nó Nguyễn Hữu Tà xin về Việt Nam rồi đi xuống sân bay thì không cho về tống ra trở lại á. Coi các bạn nhớ trường hợp đó không? Nó lên nó chửi sùm rồi đó, cái trước dịch đó mà. Hay là Nguyễn Hữu Cốt anh? Anh nhớ tên không? Cốt phải Tà không? Tà hay Nguyễn Hữu Cốt? Có một con ruột đó đem về đó, tôi nhớ mang máng là hình như là Nguyễn Hữu Tà thì phải, là bị cha nó là Chánh, nó là phải Tà chứ. Không, nhưng mà Tà quá thì nhiều khi trở thành Cốt á, Nguyễn Hữu Cốt á là giống như cái cho cốt cho mấy hữu cốt á, có nào đó không? Vậy. Cũng có lý lắm, cũng có lý, chỉ giòn vậy cũng có lý lắm. Nguyễn Hữu Cốt á. Ủa, ông nào cười tôi, ông nào cười tôi dữ vậy? Mã Tân Anh. À, Vinh. Rồi trở lại cái vấn đề đó ha. Trở lại cái vấn đề mà cái ông kia ông đòi đối thoại với cộng sản đó, phải không? Dạ. Cái tổ chức đó thành lập ở bên Mỹ. Dạ. Không biết có được, nó là cái hội mà. Khi thành lập hội á, thì không, anh muốn hoạt động nên xin phép chính quyền của nước Mỹ, không biết anh có xin phép hay không. Việt Nam đây cũng vậy, muốn thành lập hội thì phải xin phép. Kể cả cái hội làm vườn, cái hội gì đó ở địa phương tôi, rồi tôi lập ra tôi cũng phải xin phép chính quyền địa phương được cấp phá giấy phép rồi tôi mới hoạt động được. Mà không biết có bản nó có cấp phép không à, Mỹ không biết cấp phép không mà nó làm lậu để mà nó tạo cái cớ, nó có một cái tổ, có cái tổ chức hẳn hòi, có cớ để nó quyên góp, rồi sau đó nó lặn như giống như là ôm tiền mà không đúng hả? Em nghĩ lậu á, tại vì nó nói tiếng Việt mà, tiếng Việt mấy người Mỹ đâu biết đâu, thí dụ bây giờ nó lập cái hội nên nó làm sùm, mấy Mỹ vô kiểm tra hỏi mày làm gì tập trung đông đủ nè, nó không, tôi đang tổ chức đám cưới. Tôi đang tổ chức học họ, làm gì nó cũng có thể đúng lắm, cũng có thể nó xảy ra lắm, cũng dám lắm đó. Thì như vậy là nó mặc đồ vest đó, thí dụ bây giờ vô cùng lắm cảnh sát Mỹ vô cái thằng kia nói tôi đại diện đàn trai nè, không, tôi là Nguyễn Hữu Cốt là chú rể nè, ba tôi là Nguyễn Hữu Chánh nè, là đại diện Suya bên đàn trai nè, nó cũng được vậy. Rồi giờ trở lại cái vấn đề đó ha, nó lập như vậy đó, thì giờ nó đòi đối thoại thì đối thoại cái gì, nó thì không danh chính không ngôn thuận, ngôn danh không chính mà ngôn không thuận, vậy thì nó đòi đối thoại cái gì, đối thoại với ai, đối thoại với cộng sản mà đối thoại với ai? Tôi là không phải là cộng sản, tôi chỉ là phó thường dân thôi, giờ về làm dân này là tôi có cái bằng cấp mà tôi làm ruộng riết mà tôi được cấp cái bằng đại học nông nghiệp đó, thì các bạn biết là tôi trình độ thâm niên của tôi về nông nghiệp cỡ nào rồi đó, tôi đại diện cho tổ chức nông nghiệp đó, là về đây đối thoại với tôi, bởi vì tôi không có cái được ai cấp phép hết trơn á, về đối thoại tôi nè, cái tổ chức của tôi không danh chính không ngôn, danh không chính ngôn không thuận, về đối thoại tôi thì được đó, chứ về đối thoại với chính phủ mà kể cả các tổ chức của trực thuộc chính phủ, trực thuộc đảng, chắc tôi nó không có hỏi được đâu, bởi vì nó không có cái cơ sở pháp lý nào hết trơn, tư cách pháp nhân không có cơ sở pháp lý, không có đối thoại với ai, đối thoại cái gì? Thà họ nói bây giờ họ bên Mỹ đúng không anh, Mỹ Canada thôi, bây giờ họ cho họ đối thoại trước với ông Lê Văn Bắc, không dù sao ông đang mạch châu Âu, sau đó thì đối thoại với ông Bắc, đối thoại với ông Cầm Nguyễn đó, tức là bước qua mấy cái cửa đó trước đi,
ta phải đi không được bước từng bước chứ được sao hả? Thổi với tôi thì được bởi vì hai ông này vô là ông không có nói ông chửi không à, vô giờ ông chửi sắp mặt rồi làm sao mà nói đúng không? Chỉ của tôi là tôi nhẹ nhàng tình cảm đó, tôi nói tôi chọt nhẹ thôi, cỡ Quan Lâm thôi chứ cũng không có hơn gì, chứ không dám hơn Quan Lâm đâu. Rồi còn hai ông bắt với ông Cầm là ông không có cho người ta nói đâu, vô ông nóng lên là ông phan sắp mặt rồi làm sao người ta nói được đó. Thổi cái gì đúng quá, vô gặp đúng hai ông đó là khủng liền, hai ông đó là khủng liền đúng không? Khủng bố tinh thần, vô khủng bố tinh thần ta rồi làm sao mà người ta nói được đó. Cho nên chỉ có nói chuyện với tôi hoặc là nói chuyện với Thôi Quang thôi, mình là nhẹ nhàng tình cảm, bị người ta sống cái xứ lịch sử văn minh, để người ta sống bên xứ lịch sử văn minh lại có văn hóa nữa nó, cho nên là mà nói chuyện ông bắt thì ổng rồi ổng không phải, thì tôi nói ông có văn hóa nhưng mà ông có văn hóa, nhưng mà con gái là do cái tính nóng nảy đó, ông vô ông phan người ta sắp mặt làm gì, người ta nói bây giờ mình nhẹ nhàng tình cảm, mà tôi với Thầy Quang là ăn nói nhẹ nhàng tình cảm đúng không đó. Đúng mình có thể là mình lắng nghe, mình chịu lắng nghe, còn hai chị kia đâu chịu lắng nghe đâu. Đúng tính thì tốt đó, đúng nhưng mà nhá, tâm hai tốt mình tính nóng cho nên không được. Mình có độ gồng đúng không? Ừ. Thứ nhất hai anh em mình có độ gồng, nhưng mà đặc biệt là có thể đại diện để cho thằng Trung nó đại diện nó tiếp trước, bởi thằng Trung nó còn mềm hơn mình nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đó, thằng Trung nó mềm hơn mình cho nên là nó tiếp rồi nó nói năng cái thằng nhẹ mình lại có lưu tiết kiên nhẫn. Đó. Nó là rồi. Tôi đâu có nói xấu ông đâu ông bác. Tôi nói thật đó. Cái vụ này ông để tôi. Ông chỉ đứng phía sau lưng tôi, trừ trường hợp tụi nó dùng bạo lực cách mạng á, bạo lực tư bản á, thì mình phải dùng bạo lực cách mạng mà chơi lại. Phải không? Khi mà đối đầu coi như là tay chân á, chứ mình chưa nói là về sức lực á, thì có thể nhờ ông ha, nhờ ông rồi bắt đầu thấy cái tướng ông sợ chứ nó không cần đánh là nó giạt rồi. Là tôi khỏe lắm. Nếu còn tôi thì ốm yếu, còn Thơ Quan thì nó to con quá thì nó phục phịch, nó làm không lợi người ta đâu. Nó thấy tướng ông là ngán đời xăm cùng mình hết trơn mà. Đó, cho nên là bây giờ tôi thấy là bây giờ mình phải tập hợp thành một cái lực lượng, thì cử một người đại diện, có thể là ai đó cũng được, chứ không nhất thiết là tôi hay là ông Cầm hay là ông Bác, trong ba chúng ta bốn chúng ta cũng được, nhưng mà cử thằng Trung là cái người đại diện đi đối thoại với nó. Tại sao bọn ba sọc đánh tàu ở biên giới Việt Trung năm 79, ba sọc nào đánh tàu Trần Anh? Thời điểm đó tụi nó đang rút ở bên Cali, nó trốn hầm cầu chết mẹ tụi nó luôn rồi, tụi nào mà đã đánh, có ba sọc nào mà dám đương đầu với ba tàu đánh tàu đâu. Bây giờ Trần Anh dẫn chứng ra coi, đội cái quần đảo Trường Sa năm 74 không á, là nó cấm đầu, nó chạy bỏ mẹ tụi nó rồi hả? Ba sọc nào đánh tàu? À, ý bạn nói ba sọc đánh tàu là đánh cái tàu để đu lên bơi qua bên Mỹ hả, hay sao? Đánh chiếm cái tàu đó đúng không? À, ý bạn là đánh chiếm cái tàu đó để đi qua Mỹ, đi vượt biên qua đảo qua này qua kia là mấy ba sọc đó đúng không, hay sao Trần Anh? Trần Anh ơi, cầm được cái smartphone và viết được mấy chữ comment chứng tỏ là cũng có chút kiến thức mà, nói gì nói rõ lên đi. Còn thôi mạnh dạn lên các bạn, mạnh dạn leo lên mà bạn cứ có thể nói thoải mái nha. Bạn muốn chia sẻ quan điểm gì của bạn á thì bạn leo lên được không? Năm nay nó nói rõ 2022 rồi, ai đời mà đi cầm dạo kiểu đó nữa. Tại sao bọn ba sọc đánh tàu ở biên giới Việt Trung năm 1979 nhưng lại không dám đòi bồi thường chiến tranh của bọn tàu vậy? Bọn ba sọc nào đánh? Bạn cho tôi biết bọn ba sọc đánh. Bọn ba sọc đánh hay là bộ đội? Hay là bộ đội đánh? Bạn nói là bạn không có một cái cơ sở nào hết á. Sọ lá mà, thằng này sọ lá mà. Thằng rồi, này bên bồi thường cái nhánh Đào Bình Quân. Thằng này là bên cái nhánh của Đào Bình Quân. Có lạ gì cái đám này đâu. Múa cái gì bạn đó nói, rồi. Bạn nói là đòi bồi thường hả? Bạn biết chỗ mẹ Tàu với thằng Mỹ ngược cỡ nào không? Thằng Tàu với thằng Mỹ là ngang cực cỡ nào không? Việt Nam cũng đòi Mỹ bồi thường đó, nhưng Mỹ có bồi thường đâu. Tôi chưa nói là trong cái quan hệ gì. Chừng nào đó hết câu rồi đó. Bạn biết trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc trước năm 1975 là sao? Rồi sau năm 1975 là sao?
Bạn biết như thế nào không? Bạn biết cái mối quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa hai cái thời kỳ đó như thế nào không? Mà thằng Tàu nó không phải là đánh Việt Nam một lần. 1000 năm trước nó đánh mình bao nhiêu trận? Tổng cộng là nó đánh mình tất cả là 15 lần. Bạn đi đánh lộn với một cái thằng mà mạnh hơn bạn, nó là ngang ngược hơn bạn, bạn đi đánh lộn với nó nha, bạn bị thương, bạn đòi nó bồi thường không? Không, nó bồi thường thuốc men cho bạn không? Không cần mời đâu hả? Không cần mời thì bạn cứ comment vậy, không là sao mà giao lưu được chân anh. Còn mà đi rải chuyện đơn online vậy thì nó xưa lắm rồi nha. Bây giờ mình nói cho bạn Trần Anh nghe nè, bây giờ là bước qua năm 2023 rồi nha, thì bạn muốn làm gì làm, bạn chịu khó bạn lên giùm tôi 3 sọt 1, 3 sọt 2 giùm cái coi. Không lẽ 48 50 năm nay mà đời cha ông của bạn đã 3 sọt rồi và tới đời của bạn vẫn là 3 sọt làm sao, đúng không? Thì làm sao mà người ta phục bạn được? Nào mạnh mẽ lên, thể hiện đi. Mình bây giờ là tôi nè, Trần Anh nè, bây giờ là 3 sọt 1 nè, hơn thằng cha của tôi, hơn ông cố nội của tôi ngày xưa nè. Ông cố nội thằng cha của tôi ngày xưa chỉ có 3 sọc thôi, không khá nổi, chỉ biết đua càng thôi, đúng không? Còn bây giờ tôi là Trần Anh nè, tôi sinh sống như thế này thế kia nè, tôi tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm ở các quốc gia phát triển nè, bây giờ tôi là 3 sọc 1 nè. Đó, dậy đi, chơi dậy đi, người ta mới nể. Tôi nhớ ngày tôi xưa nói cái câu gì không Trần Anh, đúng không? Nhớ cái câu gì không? Thà 1 phút quy hoàng còn hơn là 1000 năm le lói. Đó, bây giờ đây là cái thời cơ, cái cơ hội để cho bạn hiểu, bạn thể hiện, bạn quy hoàng giùm cái coi. Trần Anh, come on. Hả? Còn nó không? Bạn còn không? Tôi nói nha, khoan, tôi quan cho tôi nói câu đây, tôi quan. Bạn mang cái họ Trần, mà họ Trần á là theo cái chữ nôm á, ghép từ chữ Đông với chữ A, tức là bạn thuộc về dòng dõi Đông A nha. Mà bạn biết cái hào khí Đông A cỡ nào không? Cái hào khí cái Đông A nó mạnh cỡ nào không? Nó hùng dũng cỡ nào không? Bạn sửa cái họ lại đi. Bạn quên mất cái hào khí Đông A rồi, bạn không xứng đáng mang cái họ Đông A này. Thổi một cái lên của tôi không biết. Leo lên đi. Ừ. Lên đi mình tương tác. Còn leo lên thì không leo lên thì comment sao lời lẽ cho nghe nó đàng hoàng tí nha. Chứ đừng có mang cái lòng ghép ý đồ gì trong đây thì không có giá trị gì được đâu. Trần Anh hình dung không? Phải không? Nói người ta nói thì quan mà thưa qua mà dân yêu quan chuộng, còn nói ra có bạc có tiền, bạn nói ra sao người ta muốn dục, muốn nhét cái quần què cho trong họng bạn không vậy bạn hả? Bây giờ anh nháp trước đi, đúng không? À, nháp trước đi à. Không, mình về mình ngồi làm con hôm tay để xem cái cảm giác nó như thế nào. Ủa thế rồi, anh nhất hôm qua nói ông Lễ với ông gì là coi như hai ông nhà luôn, anh nhất hai ông ở nhà luôn, chừng nào mấy ông xuống thì mấy ông vô. Ok rồi vậy nha. Ừ rồi tôi xuống trước ạ. Ừ ok, cảm ơn anh nha.